Ca sĩ Nguyễn Thắng sinh năm 1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh là một trong những nam ca sĩ khá thành công ở thị trường âm nhạc hải ngoại và được nhiều khán giả biết đến với vẻ ngoài phong trần lãng tử. Nếu là một người thích nghe thể loại nhạc trẻ và thích thú trước phong cách trình diễn phóng khoáng thì chắc chắn Nguyễn Thắng sẽ là ca sĩ đáp ứng được nhu cầu của người yêu nhạc. Mỗi lần anh xuất hiện là khán giả lại được sống trong không khí sôi động nhưng không kém phần lãng mạn qua những giai điệu tình ca mà anh thể hiện. Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp ca hát, ca sĩ Nguyễn Thắng đã chọn lựa cho mình một con đường riêng biệt vì anh không muốn trùng hợp với bất cứ một ca sĩ nào đã từng bước chân vào lĩnh vực ca nhạc trước anh. Những nhạc phẩm do Nguyễn Thắng trình bày phần lớn là những nhạc phẩm ngoại quốc thịnh hành trong giới trẻ và những bài được soạn lời Việt bởi nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân và chính anh. Nhìn lại chặng đường ca hát mà ca sĩ Nguyễn Thắng đã đi qua, ta có thể thấy được anh chính là một chàng ca sĩ mang phong cách lãng du khác biệt trong các thế hệ ca sĩ tại Việt Nam cũng như hải ngoại. Và cơn mơ trôi theo bóng đêm mãi không về đây. Ngồi ôm bóng em, trái tim lặng câm bao u sầu. Sẽ mãi mất em, đưa em về chốn xa nào đây. Còn đâu em dư hương năm xưa, lối yêu như phai mờ. Còn chỉ đâu em lạnh lùng mình anh ngồi ôm niềm mong nhớ. Bờ môi ngoan năm xưa trao nhau, héo hon nhạt màu. Vòng tay yêu đương khi xưa ấm êm đã như ngủ say. Trong cơn mơ tê tái, bóng em yêu mờ theo làn khói. Và cơn mơ xưa trôi theo bóng đêm mãi mãi không về đây. Ca sĩ Nguyễn Thắng sinh ra tại Sài Gòn, nhưng đến năm 6 tuổi, anh đã rời Việt Nam để sang Mỹ định cư. Tại đây, cả gia đình Nguyễn Thắng sinh sống và làm việc chủ yếu ở thành phố San Francisco, bang California. Trong gia đình, cả bố lẫn mẹ của Nguyễn Thắng đều là những người yêu thơ văn, nên ông bố người Hải Phòng và mẹ người Sơn Tây đều coi chữ nghĩa như một thú vui giải trí thanh tao. Cũng chính vì vậy, khi mới đặt chân lên đất Mỹ, Nguyễn Thắng đã được bố mẹ rèn luyện kỹ càng về phát âm. Trải qua nhiều năm gắn bó với âm nhạc, từ tay trống, ca sĩ, diễn viên cho đến nhà sản xuất, Nguyễn Thắng tâm sự. Anh tự nhận mình là một chú Mỹ con khi anh sang đây khi mới 6 tuổi. Tuy nhiên, điều đáng khen nơi Nguyễn Thắng là anh vẫn nói và viết được tiếng Việt một cách sành sỏi. Anh cho đó là một điều may mắn vì được sinh trưởng trong một gia đình rất coi trọng tiếng mẹ đẻ. Trong sinh hoạt gia đình, bất cứ người con nào nói tiếng Anh sẽ bị kỷ luật ngay. Ngồi ôm bóng em, trái tim lặng câm bao u sầu. Sẽ mãi mất em, đưa em về chốn xa nào đây. Còn chẳng đâu dư hương năm xưa, lối yêu như phai mờ. Còn chỉ đâu em lạnh lùng mình anh ngồi ôm niềm mong nhớ. Ai đã cướp mất trái tim của em yêu rồi? Ai đã cướp mất tuổi xuân của linh hồn em? Ôi đêm thâu tan tóc, có hay chăng lòng tôi bật khóc? Người yêu ơi, anh đã mất em, thật sao? Chẳng đâu dư hương năm xưa, lối yêu như phai mờ. Còn chỉ đâu em lạnh lùng mình anh ngồi ôm niềm mong nhớ. Do thích mày mò trong lĩnh vực âm thanh ngay từ nhỏ nên 10 năm sau khi sống tại hải ngoại, Nguyễn Thắng bắt đầu tham gia các hoạt động nghệ thuật ở ban nhạc. Khi bước vào thời kỳ lựa chọn chuyên ngành học đại học, Nguyễn Thắng tỏ ý muốn theo học về nhạc. Nhưng việc này lại không được bố mẹ anh đồng ý. Nguyễn Thắng cho biết bố mẹ anh mong muốn anh sẽ trở thành kỹ sư như ba người anh hoặc là bác sĩ như năm người chị. Vì quá đam mê ca nhạc, nên con người phản kháng trong Nguyễn Thắng đã vùng dậy để cương quyết đi theo con đường mình đã chọn. Bố mẹ Nguyễn Thắng cũng đành chịu thua cậu con trai út của mình khi anh tự biện minh là miễn sao có chữ sĩ trong nghề nghiệp của mình là được rồi. Quyết tâm bước vào con đường âm nhạc nên trong một lần chở một người chị đi học, lúc về đi ngang qua trung tâm Vân Sơn trên đường Bosa ở Westminster, bất chợt Nguyễn Thắng có ý định vào đưa một CD demo gồm vài nhạc phẩm mà anh đã tự thu thanh lấy trong phòng thu lúc đó còn rất đơn sơ của mình. Yêu nhau cho nhau mà đáng mong, yêu nhau quên đi sầu vắng, yêu nhau cho nhau đầy ấp những yêu thương gì mai ta sẽ xa nhau thật xa. Khi yêu đương lại không mơ tháng năm dài, ngừng trôi để mãi mãi sẽ yêu người, để không buồn vương không câu chia lìa khi ra từ. Tình yêu như áng mây, tình yêu ai có hay, tình yêu trong phút giây cho ta đam mê đêm ngày dại khờ. Dẫu ta biết chia xa, dẫu ta biết cơn mơ tàn, tình yêu luôn sát son, chẳng bao giờ phai nhòa. Tình như cơn nắng trưa, tình yêu như gió mưa, tình yêu cho ta quên bao nhiêu cơn đau u phiền cuộc đời. Dẫu ta biết mai đây sẽ mãi mãi chia xa người, tình yêu trong đáy tim sẽ mãi muôn đời không tàn, sẽ mãi yêu em suốt đời. Lần đầu ghé vào trung tâm Vân Sơn, Nguyễn Thắng chỉ muốn có sự đánh giá của một trung tâm nhạc về kỹ thuật thu thanh, thêm vào đó là giọng hát của mình. Ngoài ra anh hoàn toàn không chú trọng vào vấn đề có được thu nhận trở thành một ca sĩ của trung tâm này hay không. Thế nhưng may mắn đã đến với Nguyễn Thắng khi anh được chính vợ chồng nghệ sĩ này tiếp và đồng ý nghe thử những ca khúc do chính anh trình bày trên CD demo. Trường hợp như vậy gần như chưa bao giờ xảy ra với một trung tâm nhạc. Thường người đến gặp chỉ được người đại diện của trung tâm nhận CD và hẹn sẽ liên lạc lại sau. Đằng này, Nguyễn Thắng được chính giám đốc trung tâm tiếp và nghe thử CD ngay tại chỗ. Sau khi nghe thử CD demo của Nguyễn Thắng, Vân Sơn đã nhận ra những nét đặc biệt nơi tiếng hát còn rất trẻ này để mời ký hợp đồng ngay. Nhưng dù vậy, Nguyễn Thắng cũng cho biết là anh chẳng hề thấy nôn nao ở trong lòng hoặc tỏ ra một sự xúc động trước trường hợp đặc biệt này. Trái lại, Nguyễn Thắng không nhận lời liền vì muốn bỏ thời giờ coi lại kỹ lưỡng những điều kiện được ghi trong bản hợp đồng. Có lẽ con người nghệ sĩ phóng khoáng nơi anh không muốn bị ràng buộc bởi những điều kiện có thể là khắt khe của một bản giao kèo. Tình yêu như áng mây, tình yêu ai có hay, tình yêu trong phút giây cho ta đam mê đến ngày dại khờ. Dẫu ta biết chia xa, dẫu ta biết cơn mơ tàn, tình yêu luôn rất giọt, chẳng bao giờ phai nhòa. Tình yêu cơn nắng trưa, tình yêu như gió mưa, tình yêu cho ta quên bao nhiêu cơn đau phiền cuộc đời. Dẫu ta biết mai đây sẽ mãi mãi chia xa người, tình yêu trong đáy tim sẽ mãi muôn đời không tàn, sẽ mãi yêu em suốt đời. Tình yêu như áng mây, tình yêu ai có hay, tình yêu trong phút giây cho ta đam mê đến ngày dại khờ. Dẫu ta biết chia xa, dẫu ta biết cơn mơ tàn, tình yêu luôn rất giọt, chẳng bao giờ phai nhòa. Tình yêu như nắng trưa, tình yêu như gió mưa, tình yêu cho ta quên bao nhiêu cơn đau phiền cuộc đời. Dẫu ta biết mai đây sẽ mãi mãi chia xa người, tình yêu trong đáy tim sẽ mãi muôn đời không tàn, sẽ mãi yêu em suốt đời. Gần một năm sau khi cầm trên tay bản hợp đồng, Nguyễn Thắng mới chính thức nhận lời hợp tác với Trung tâm Vân Sơn để xuất hiện trên chương trình video Vân Sơn 19. Lần xuất hiện đó chưa phải là một sự xuất hiện gây nhiều chú ý, phải đợi đến 2-3 chương trình sau, hình ảnh một nam ca sĩ trẻ tuổi có nét mặt có thể nói là rất quật và tinh nghịch đó mới được những fan trẻ tuổi để ý và có tình cảm. Và tình cảm đó càng ngày càng được thấy rõ ràng hơn qua khoảng 20 lần xuất hiện của Nguyễn Thắng trên các chương trình của Trung tâm Vân Sơn. Nhờ vào giọng hát khỏe cùng phong cách lãng tử thu hút người xem, ca sĩ Nguyễn Thắng đã tự tin đi theo con đường ca hát và thể hiện với thể loại nhạc rock, thể hiện qua những nhạc phẩm ít được các ca sĩ Việt Nam ở hải ngoại trình bày. Trên sân khấu live cũng vậy, Nguyễn Thắng đã tự xác định cho mình được một vị trí khá khác biệt, không trùng hợp với bất cứ một nam ca sĩ nào. Nguyễn Thắng chia sẻ, Anh đến với âm nhạc như một cái xuyên, anh chỉ biết là mình thích hát, thích nhạc. Ngoài ra hoàn toàn phó thác cho sự đưa đẩy của số mệnh. Tình yêu xưa dần như vết dao, còn trong tiếng nói cay đắng đêm ngày. Lời yêu xưa đã bôi xóa lãng quên theo thời gian, vì yêu em nên tình tôi nát tan. Người đã ra đi quên một lời thề, người đã ra đi không ngày trở về. Đã mất đi giấc mơ, còn đâu đây bóng em, giờ em vui khi mình tôi lẻ loi. Người đã ra đi không một lời chào, người đã xa tôi không cần giã từ. Anh nhớ vì trái tim niềm cô đơn mỗi đêm, mà môi xưa như giờ đây héo khô nỗi mong chờ. Bên cạnh sự nghiệp ca hát thì năm 2007, ca sĩ Nguyễn Thắng cũng về Việt Nam tham gia đóng bộ phim Dòng Máu Anh Hùng do hãng phim Chánh Phương sản xuất. Anh vào vai Hứa Xanh, một nhân viên dưới quyền, cũng giỏi võ, giỏi dùng dao với nhiệm vụ truy đuổi hai nhân vật chính. Lúc về đóng cuốn phim này, Nguyễn Thắng đã mất vài ba tuần để tập lại những chiều võ, những chiều đá đấm vào đỡ. Mặc dù mới bước chân vào điện ảnh, nhưng diễn xuất của Nguyễn Thắng cũng được nhiều người khen ngợi và gây được sự chú ý của khán giả. Hoạt động nghệ thuật tại trung tâm Vân Sơn nhiều năm, ca sĩ Nguyễn Thắng cho ra mắt được 9 cuốn album. Ngoài ra, anh còn là ca sĩ hợp tác ăn ý với ca sĩ Cát Tiên. Đến năm 2008, ca sĩ Nguyễn Thắng chuyển sang cộng tác với trung tâm Thúy Nga. Bạn diễn với anh ở trung tâm này là ca sĩ Như Loan, Minh Tuyết. Thế nhưng, sau một vài năm hợp tác với Thúy Nga Paris by Night, Nguyễn Thắng bỗng dưng im hơi lặng tiếng và gần như biến mất khỏi sân khấu hải ngoại. Nhiều khán giả thậm chí nghĩ rằng anh đã giải nghệ. Không xuất hiện trong bất cứ chương trình nào trong vòng 2 năm, đến năm 2013, khán giả mới thấy ca sĩ Nguyễn Thắng xuất hiện tại Việt Nam. Qua tìm hiểu, được biết Nguyễn Thắng có mặt ở Việt Nam là để chuẩn bị cho sự trở lại của mình với âm nhạc ở quê hương. Hiện tại, Nguyễn Thắng có một phòng thu riêng ở quận Cam, bang Westminster mang tên Antisans. Được mở từ năm 2004, anh trở thành nhà sản xuất nhạc và ca sĩ tự do. Where was that? Where was that? No!